Như là đấy từ đầu vũ đến giờ cơ mày. Mới xây Từ tường qua ta đánh ra đây nổ bà Hoàng, vẫn nổ. vẫn nổ, vừa rồi quay nổ rồi, nhưng khi nào tắt đi xong cuối cùng quay là cứ Cứ xịt xịt thôi. chỉ xịt Chú. đóng áp thì Chú xây cái gì đi? hả, Lại xây nằm xây nhà. nhà Kỳ suốt ngày xây nhà đây. đóng Chỉ áp rồi chịu. quay cả vách đà thì Chắc là hít cái gì vào đây rồi. hả. Chắc hít cái gì rồi. Sợ hít cái nọc gió vào rồi. Chú tình lắm, nói thì là bệnh đoán bệnh ngày đấy. Ra. Bọn nó tình lắm, nói cho đoán là bệnh ngày. Đấy là đoán thôi chú. Cứ gần như chít chít một Bởi trăm. vì nổ rồi đúng không? Chú đợi qua vụ nổ rồi, giờ chưa chạy thế Ôi, nào. bữa nổ xong. Ôi, Nhét chuẩn chưa? này Chuẩn đấy, chưa? Chuẩn không chưa? cãi nó được. Thấy chưa? Không cãi đại đâu. Rách cái kia. Không được gì đâu, chỉ Bởi thế vì thôi. vừa chú vào nổ được lên rồi, Nổ xong rồi, nổ nhưng đâu lên. có đóng áp nó vẫn không được. Đóng áp không được. Thế mà chỉ có thế Và mà. thì nó hít vào nó canh nắm rồi. Này, ê, thấy chưa? Rất đơn giản, bị cái thằng ấy. Chú thấy chưa? Nổ nó đàng hoàng nhá. Này, này, níp lỗ Đúng chuột chưa? rồi. Mút chuột xuống dưới chưa? Biết rồi. Đã nói rồi thì không cãi đâu rồi. Cái là sao được? Cháu Mấy nhìn cái bộ cháu đã biết rồi. cái bộ thằng nó này nó nói là đúng Không, không phải nó hơi Này. ngành như mình thì lỗ đàng hoàng rồi, xong chốc mẹ quay là đóng áp nó cứ trôi cả bánh đà thì À, cái nào Và được giấy lòng mồm tốt đấy. đây cho chú nào luôn. Chịu chú đi. Thế chú nghĩ ra được đi đi đi. Công nhận. Nếu mà Cháu chú nghĩ được ra thế tác đi. phẩm như thế là được. Đấy cái này bỏ rồi không dùng đến nữa hoặc là thế nên là cái nọc gió này này là chỉ nó chỉ được một vụ thôi. À thế. Chú ạ, nó chỉ được mỗi vụ đi. Thì tháo mẹ được không? Tháo là được. Đấy Được giờ cái ý đấy. này bỏ ra. Đúng rồi, đây có Thôi cái giờ khác không đấy. không phải là được mà chấp nhận thôi chứ. Hoặc là thay đi vẫn được. Đấy. Nhưng mà thay đi thì lại vụ đầu vụ sau lại tháo ra, lại thay luôn. Chưa hỏng thay. Cái nọc gió mình mua vào nó chỉ được vậy thôi. Nó không như là theo máy. Theo Cái máy, theo máy. cái này mua riêng cái gì không? Có 15 nghìn. À thì Theo máy nhưng mà phải là máy đẹp. Thì cái theo máy đẹp thì nó mới đẹp. Còn nếu mà máy bình thường, máy mua dân dã gọi. thì là nó chỉ nắp cái nó đi như đi À, mình chú mua không về. có cái này, có việc gì không? Chứ không việc gì thì Không nó việc gì không thì việc gì cả. thì nó không Ui bằng nó y như cái khẩu trang của chú đây. Nó đi thì nó đỡ bụi đi, nó giảm đi, thế thôi. Nó y như là thế chứ còn thì nó có thì nó cũng đỡ. Nói chung là có nó cũng đỡ. Giảm đi. Đỡ nhiều chứ, nói chung nó đỡ Giảm nhiều. đi. Đấy bây giờ để cháu tháo phải tháo cái bô ra. Tháo cái bô ra nếu mà gỡ được y thế này mà nùa cái gì mà gỡ được nó thì được, còn nếu không là phải tháo mặt máy đây. Nó kinh lắm đây. Nó kênh mà nấm Này, rồi, bây giờ nó nằm mà chắn ngang nấm rồi. lại phải mài lại. Có mài. Không cần mà chỉ cần gõ được nó ra là Ra được, xong. gõ ra là xong xong bởi vì cái này nó là giấy nó không vướng gì cả. Thế thôi. Mày ấy tao cái bình nước này. Đâu bình nước mà chú nó như thế nào? Nóng này nó thở. Yêu nóng thế. Nóng. Nóng rét này, cái nóng rét rồi này. Bình nước này đây. À, tuột rồi còn đâu nữa. Đấy, thì nó tuột ra Ủa thế này thì chả giữ được tí ấy nào cơ. Đấy, cái thằng cha dầu cũng ra này. Dạ. Dầu cũng ra. Vâng. Đây này, thúng Dốc, cái gì nó dốc. thúng cái lốc này, có lốc này, có lốc Dốc này. máy nhỉ. Ông không quặn chặt cái con lốc này. Vâng. Em nhìn nó rõ rồi, chị chắc rồi. Giò nước. Thôi được rồi, để cháu xử lý cái nọc, cái cấu ấy này trước. Sau Còn tí cái. nữa, cháu làm cái này. Còn cái kia không được thì cháu búa cho phát là xong. Đâu rồi xem nào. Không, tối nó không nhìn gì cả. Không nhìn gì. Đèn đèn điện thoại này không đủ. Đủ. Thôi không đủ. tháo. Không phải tháo bây giờ. Bây giờ chú vặn bánh đá cho cháu xem nào. Chú lăn bánh đá đi cho cháu xem nào. À, nó xì xì bên đây. Đấy, chú nghe chú lần lăn lại xong lại chú lại vần lại lại phát nữa. Mày tinh mắt thì ra cá nhìn thấy không? Tiếng nó xì ở bên đâu thì là nó hở bên đấy. À. Đó, nó xì bên đây đúng không? Bên đây. Chứ Bên nó đây. xì ở bên ống xả thì nó sẽ bị kênh bên bên bên, bên nấm xả. À, bên đây. Thường thường nó xuống ngay cổ hút rồi thì nó sợ ngay. Thì nó cũng như áp dụng y như là kiểm tra cái nấm nào bị hở. Nếu mà cứ tiếng nó cứ xì phát ở bên xả thì nó hở bên xả. À thế. Vâng, đấy đấy đi. Bên Còn kia nó thôi. nếu mà nó không xì, nó kín. Xì ở bên đây là ở bên đây. Vâng. Còn nó xì ở trong buồng máy thì là hở hơi. Thế Thì mày là tụt hơi. dạy thêm bọn sau mà đi thì ăn. Đấy kệ. Nó thì không chú nhớ. làm được, chú cứ làm đi, Làm tốt tốt quá, cháu chỉ sợ chú gọi Không cháu làm thôi. được không lại thợ khác. Đấy, trong trường hợp này là ví dụ thế này. Ví dụ các chú ví dụ gặp cái trường hợp này, cái chú lấy búa của chú gõ
gõ đầu cánh quạt này, cứ gõ, cứ gõ thế này, cho nó vỗ, cho nó vỗ, cho nó ra, thấy chưa? Không phải đồ nghề thì có cái gì? Chẳng qua là cái này tháo rời không? Dạ. Cái cò này mổ tháo rút ra cái này. Mình có còn tháo ra lại bố lấy nó thành thì được. Sao còn thay cái đũa mới? Thế là không già nữa. Vâng. Không nó thành. Chú lại thử vần cho cháu xem nào. Có càng hơn đúng không? Càng nhiều hả? Càng nhiều. Chú cứ có quay xem. Vẫn còn bị khó, vẫn còn xì mạnh lắm. Không nhưng mà nếu mà cho tí dầu vào xong này quay nổ được lên cái là nó vỗ ra, nó đẩy ra hết. Nó đẩy ra hết. Đấy, hoặc là vỗ thêm tí nữa, vỗ thêm tí nữa. Vỗ thêm tí nữa. Chú lấy búa chú gõ cho. Chú ở trên chú gõ pop pop vào đây để từ từ cho giữ cánh quạt đấy. Đấy. Cứ gõ. Đấy, vừa chú là bỏ cho cái búa y thành cái búa nhá. Vâng, đúng là cho cái búa thật. Ừ. Cứ gõ đâu. Không biết tưởng họ rút dễ nhưng mà mình nhắc mà không thành đâu. Vâng, biết chỗ. Chứ nó dán đâu. Biết cho nắp thì được. Ừ. Chứ cái cò cái rút cái nó ra ngay mà. Xoáy vào đó, cái rút ra. Cứ gõ đâu nó y như kiểu là mình nổ lên xong rồi nó tự nó mổ vào đấy, nó vỗ đấy. Nhưng mà máy nó nổ là nó có được hút xong để ấy ra thì nó hút vào. Chứ còn đây mình vỗ này là vỗ không thôi. Thế được đi chú ơi. Bây giờ chú thử năn cho nó. Chắc là chịu đấy. Căng đấy. Căng chưa? Căng lắm á. Thế cơ. Thế là được rồi đấy, không có tiếng gì đấy nha. Đấy chưa? Không có hơi. Đấy, căng đét chưa? Này, cò mổ nha này. Đây chú quay phân nữa. Rồi, không quay nữa để căng để. Dạ ngon rồi. Thế đấy, ra rồi đấy, được rồi. Thế được nha. Bác sĩ chỉ làm thế đấy. Nó rồi, ừ, thấy chưa? Căng thế hả nó? Căng là hơi kín rồi đấy. Được rồi đấy, giờ cho nắp cánh quà phát chú nổ máy ngay là tức ngay bây giờ luôn. Cho nắp cái chụp dần quà phát là chú nổ luôn cho nó khí thế luôn. Còn tí nữa cái bình nước cái tí làm sao? Không khó khăn gì cả, rất đơn giản. Thấy chưa? Nhưng mà biết với này phải làm đúng, làm chuẩn. Chịu rồi. Thì tất nhiên không biết là chịu rồi nhưng mà nó tùy từng trường hợp máy móc thì dạ. Đâu. Vâng, nốt này thì nó nứt rồi. Cần quá đấy, để chú lấy tay quay là chú nổ đi xem nào. Dạ, nó rồi. Căng đét nhỉ. Đấy, chứng tuần. Nè. Gì rồi? Đúng vừa tiếng xì đây, nghe rõ tiếng xì đây. Vâng, nó kín rồi. Chắc kéo nổ. Đâu ra đây, con ra đây. Thế là nó cứ kim đánh là nó. Chú thử quay nổ cho cái xem nào. Giờ nổ ngay. Ơ à, nó ngược. Nó ngược. Nó đi với là con ngược với là con chạm. Nó ngược với khóa chứ, nó ngược với khóa chứ. Nó ngược với giỏi. Thật, có mấy ai quay được nổ ngược đâu, ít lắm. Mạnh lên. Hôm qua ốm dậy. Thế à, chú á? Ừ. Chú mới ốm á? Đi ngoài. Thế. Thế thôi, để tí chú quay cho á. Dạ. Chạy đau lưng. Đau lưng á. Thế thôi, chú đừng quay nữa. Hôm nay không quay được. Hôm nay không cầm cái chân để điện thoại nên là cứ phải cầm tay thì không sao được rồi. Các bác nhá. Không quay cho chú được. Thương ép cho mỗi phát nổ. Anh này có quay được không? Có quay được không? Có biết quay không? Hả? Cầm súng đi đâu đây? Đeo súng đi đâu đây? Bắn chim à? Bắn được con nào chưa? Thì mở to bé cái áp. Bé rộng đấy ạ. Nó không biết quay, không quay thì gãy răng nó thì khổ. Bỏ cái súng ra. Không quay thì thôi, đừng quay. Đừng cố. Bắn được con chim nào chưa? Hả? Thế? Thế đi bắn chim hả? Kinh súng ống nghe có vẻ gớm cười nhỉ. Đạn đâu?
Hả? Không có đạn đâu. Nổ ngược thì nổ được rồi đấy. Hai phát nổ ngược. Giật chậm, chú giật chậm nó nổ ngược. Chú giật chậm quá, chú quá nhén nhưng mà chú lại nó vượt qua cái điểm nổ nó rồi chú lại giật thì nó là nhà nó nổ lại. Chú biết chưa? Chú là cái kiểu là chú bỏ tay áp sau. Bỏ sau. Chú giật trước, giật rồi chú bỏ tay quay ra chú. Chú giật sau. Đấy, chú phải đóng áp trước, đóng áp xong rồi chú vật ép phát vào cuối nữa là nổ. Tay quay sao nào? Đâu phải không quay. Thôi, nó quay thì giật gãy răng cái thì lại tết tết đến nơi rồi gãy răng là mệt. Dạ. Đấy chủ máy này quay đấy. Nó có thế không chú? Nó không thế hả? Mở áp mạnh nhá. Mở rộng tay áp ra. Sao chú không mở rộng tay áp ra? Mở áp ra. Mở kịch ra ngoài. Mở bỏ mẹ đi con loa này nè. À ông. Chỉ có ông mới quay được đi. Bỏ đi con loa. Không không cần bị bố á. Sao chú không biết áp rộng đấy? Răng ông cụ kia nó lóng lóng kia gần như là bốn cái con này gần như mất hết nhỉ. Mất hết này. Máy để này tiếng bình dầu nó à nại bô này. Bô này nó gãy cái kia rồi. Dạ. À gãy cái chân dưới này chú. Cái này. À thế à? Thế thì chỉ có hàn vào thôi. Bô gan không hàn, chân này không hàn được, chân gan. Thấy cái bô kia cho nó. Gãy cái này thứ này. Vâng. Đấy bây giờ để cho Tháo là kiểm tra những cái con ốc ở dưới này này, không biết là nó như nào. Thôi máy nó rồi. Vâng, máy thế là nổ. Máy không sửa nữa. Sửa rồi đi. Vâng. Không sửa gì vặn vọ tí đấy. Thế mới tải đi, không búa, biết. Búa là... mấy cái nhỉ? Đấy. Cho ba cái búa. Ba nhân búa. Mày không lỗ tao cho ba cái búa là này nào. Đúng ba cái búa nó. Đây bố trước kia bố là có cho cái búa là lỗ. Y rằng. Y rằng nữa. Yeah. Tốt nhất là dạ. Cứ sửa cẩn thận. Đúng. Ông ấy xuống đây rồi cứ sửa làm sao cũng. Đúng. Đi ra đầu. Máy móc ra đồng nó khổ lắm. Không, cái hệ thống nổ nó vẫn chạy mà. Vụ vừa rồi chú vẫn chạy bình thường đúng không? Có hao nhớt yếu máy không? Không có gì cả. Đây là do là để nâu là cái nọc gió kìa, là nó hít vào kìa. Nó mục ra nó hít vào này. Không phải, không cho nó mà, hút vào tí vào thì mà đúng ra là chú để qua vụ chú quay phát nổ ngay đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nổ lên phát là nó bị hít vào. À, nó bị hít. Nổ lên phát là nó hít cái nọc vào thì mình xử lý cho nó hết cái đấy là xong. Là nổ đây là chẳng qua là cái bình dầu này. Bình nước nó đang bị ấy gian rồi. Thôi được rồi, để cháu xử lý cho chú đã nhá. Bình tĩnh, cái này đơn giản rồi.